Thưa quý vị, chiều nay, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển đã có cuộc họp với các bên liên quan về tiến độ thực hiện dự án khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ. Đến nay, thành phố đã tổ chức chi trả 565 trên 602 với tổng số tiền tương đương 1.122 tỷ đồng, đạt 93,8%. Còn lại 37 trường hợp chưa nhận tiền bồi hoàn thu hồi đất. Thành phố cũng tổ chức 6 đợt bàn giao mặt bằng ngoài thực địa cho chủ đầu tư, với diện tích 254 hectare. Về dự án tuyến đường nối từ quốc lộ 80 vào khu công nghiệp, nhà thầu đang triển khai thi công thép và bê tông cống hợp ngang đường, thi công đắp cát nền đường, tiến độ đạt 57% so với hợp đồng. Dự kiến đến tháng 11 năm 2024 sẽ bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Dự án đường dẫn từ cầu Dăm Cống vào khu công nghiệp đạt khoảng 5% tiến độ thi công so với hợp đồng, hiện đang vướng mặt bằng của các hộ dân. Đối với khu tái định cư đã triển khai thu hồi đất đạt 100%, đã chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 40 trên 41 trường hợp, với số tiền khoảng 101 tỷ đồng. Các sở ngành địa phương đề nghị công ty cổ phần V-Ship Cần Thơ xây dựng kế hoạch chi trả, chuẩn bị nguồn tiền, đảm bảo kịp thời chi trả cho các hộ gia đình cá nhân được phê duyệt phương án bồi thường, đảm bảo không vượt quá 20 ngày kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quy hoạch được duyệt. Tập trung tiếp nhận mặt bằng, dọn dẹp mặt bằng đối với phần đất tiếp nhận từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu chỉ đạo các bên liên quan tập trung toàn lực cùng lúc làm nhiều việc để sớm đưa khu công nghiệp vào hoạt động. Đặc biệt là đối với các đơn vị thi công phải đưa ra giải pháp thi công khả thi đối với tuyến đường số 2 trước Tết Nguyên đán 2025. Các sở giao thông vận tải, xây dựng, cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ huyện Vĩnh Thạnh xem xét lại các yếu tố kỹ thuật, tiếp tục vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng. Liên quan đến hỗ trợ bố trí tái định cư, cần tiếp tục thuyết phục các hộ dân đồng thuận cùng thành phố để xúc tiến xây dựng hoàn chỉnh khu công nghiệp V-Ship Cần Thơ.